Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sắp đến ngày 30 tháng 4, ông Trọng xua quân vào Sài Gòn, ai sẽ dính đạn đây? Vào ngày 30 tháng 4 là ngày lễ lớn của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là cột mốc kết thúc tháng 4 và bước sang tháng 5. Tháng 5 chính là thời điểm quan trọng đối với Đảng Cộng sản vì tháng này có diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 5, một hội nghị được cho là có thể sắp xếp lại nhân sự. Mà để sắp xếp nhân sự thì phải có chiếc ghế chống mà xếp. Muốn có ghế trống thì phải moi ra sai phạm, tiêu cực và từ đó cách chức thì sẽ có chiếc ghế trống mà xếp với nhau, tranh giành với nhau. Với tình hình đấu đá nội bộ căng thẳng như hiện nay tại Ba Đình, thì việc sắp xếp nhân sự là khó tránh khỏi. Nhiều kẻ sẽ phải ra đi và nhiều người sẽ lại lên chức. Kỳ hội nghị sắp tới này, người dân sẽ chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý ra sao với những sai phạm được nhắc nhở rất nhiều trên các mặt báo cả nước. Hiện còn rất nhiều vụ án mà ông Nguyễn Phú Trọng mới chỉ xét xử được nửa vời. Ông chưa dám đụng đến những nhân vật chính trong đó. Không biết sức mạnh của những nhân vật chính dính dáng đến sai phạm bao lâu nay như thế nào mà đến ông Nguyễn Phú Trọng cũng chưa thể giải quyết rốt ráo được. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải dính đến sai phạm tại Thủ Thiêm. Ông như đang thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 14 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã phái ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, gấp rút Nam Tiến chỉ đạo để nhanh tiến độ xác minh và xử lý các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Ông Phan Đình Trạc là trưởng ban Nội chính Trung ương, hiện cũng là phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trưởng ban đương nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. Ông Trọng đã làm việc với thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả tiến độ khó khăn, vướng mắc trong các xác minh và các vụ việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số vụ án nghiêm trọng khác. Vụ việc khác cũng đã được đưa tới và phức tạp dư luận thêm phần rắc rối và dư luận đang rất quan tâm đến phần này. Điều đáng nói là trong đoàn ngoài phía ban bí thư là ông Phan Đình Trạc thì bên phía chính phủ còn có ông Lê Minh Khái. Đợt làm việc này lực lượng khá hùng hậu, trong đó có đại diện của lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và đặc biệt là có cả đại diện của Bộ Công an. Phía chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy cùng thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng ủy, Ban Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan. Nhận trách nhiệm được giao phó từ ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Đình Trạc đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì chỉ đạo chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm 5 vụ việc còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm cụ thể tại khu đô thị mới Thủ Thiêm mà Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến cơ quan điều tra của Bộ Công an trước đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã cho quân Nam Tiến đợt này. Trong đó có một số vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, công ty IPC. Vụ án đã dính dáng tới Tất Thành Cang và ông Cang đã bị bắt và truy tố. Tuy nhiên, vụ án là nhiều người kỳ vọng sẽ có biến lớn là vụ sai phạm tại Thủ Thiêm và vụ án tại công ty Sài Gòn Zagi. Hai vụ án này đều liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một con người đầy quyền lực ở phía Nam. Có thể nói, trong cuộc đời sự nghiệp đốt lò, có hai nhân vật mà ông Nguyễn Phú Trọng tấn công mãi không xong. Đó chính là ông Nguyễn Tân Dũng và ông Lê Thanh Hải. Rất nhiều lần, ngoài Trung ương cử người vào phối hợp với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xử lý vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm, nhưng lần nào cũng thất bại, không thể bắt Lê Thanh Hải về quy án cho được. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cử lực lượng hùng hậu vào Sài Gòn làm việc. Dù cho lực lượng lần này rất đông, nhưng xem ra không đủ mạnh để bắt ông Lê Thanh Hải vào sổ khám. Còn về vụ việc công ty Sagi, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt ông Lê Tấn Hùng, chính là em ruột của ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, xem ra ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được ông Lê Thanh Hải ở phía Nam. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc làm việc với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Kéo quân vào Sài Gòn lần này,
phái đoàn của ông Trọng không còn nhiệt huyết mạnh như những lần trước nữa. Có lẽ khi giả yếu, ông Trọng chỉ muốn vùng vẫy cho ra oai, chứ xử lý Lê Thanh Hải là ngoài tầm với. Khi mạnh nhất, ông xử lý không xong, thì làm sao bây giờ xử lý tốt cho được? Có lẽ đưa quân vào Sài Gòn, nhưng súng của họ đã hết đạn nên khó mà tóm được ai vào tù. Hoặc là thế lực Sài Gòn đang còn rất mạnh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vợ Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công an cho vào tầm ngắm, thoát thế nào đây? Khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều người nghĩ rằng bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ của ông sẽ thoát vì không thấy cơ quan chức năng đề cập đến. Và lại, từ năm 2021, bà Diệp đã rút toàn bộ cổ phần khỏi công ty FEC Faros với số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng. Việc rút vốn trước thềm ông Quyết bị bắt như thế được cho là khôn ngoan. Vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết, bà Lê Thị Ngọc Diệp đã không bỏ tất cả các trứng vào một giỏ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, trứng trong giỏ thứ hai cũng khó tránh khỏi bị vỡ. Vợ ông Trịnh Văn Quyết rất khó thoát khi Bộ Công an chiếu cố như trong hoàn cảnh hiện nay. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an cho biết họ đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh thành đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản bao gồm bất động sản, cổ phần, góp vốn, cổ phiếu v.v. đứng tên vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái của ông. Đây là hình ảnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đang rà soát các dự án của FEC tại tỉnh này. Được biết, cơ quan điều tra đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản, bao gồm các loại bất động sản, cổ phần góp vốn, cổ phiếu v.v. đứng tên 4 cá nhân. Những người này bao gồm ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch tập đoàn FEC và vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp. Hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế. Ngoài việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng, biến động, bao gồm giao dịch, chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp v.v. đối với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu v.v. của các cá nhân được nêu trên. Như vậy thì vụ án ông Trịnh Văn Quyết không dừng lại ở những người trong gia tộc họ Trịnh, mà hầu như những ai liên quan đều bị chú ý. Bà Lê Thị Ngọc Diệp vốn không bon chen tham gia hội đồng quản trị của FEC, mà bà làm việc âm thầm tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV. Bà được xem là một người an phận thủ thường so với những người khác, nhưng xem ra bà cũng khó có thể thoát. Được biết, vào ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản hỏa tốc gửi cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, vốn cổ phiếu của các đối tượng có liên quan. Theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp, và họ cũng phải tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan. Đây là hình ảnh văn bản hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi gửi các ban ngành của dự án FEC. Đây là một tối hậu thư của Bộ Công an buộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Tư pháp Quảng Ngãi tổng hợp trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an và báo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4. Chưa hết, trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an có văn bản gửi đến 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán. Được biết, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay Việt Nam đồng và ngoại tệ, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch và các bút toán giao dịch, ký nhận, chuyển tiền từ năm 2016 đến nay của các tổ chức cá nhân, khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân. Ngoài những người đã bị bắt như ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga, bà Trịnh Thị Minh Huế, thì cơ quan điều tra cũng đã đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến 14 công ty, tổ chức có liên quan. Như vậy là công ty tỷ đô của
ông Trịnh Văn Quyết ngày một vỡ ra với nhiều vụ việc khác nhau. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Ngọc Diệp cùng chồng. Vào ngày 29 tháng 3, Bộ Công an cũng cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết là hai em gái của ông cùng một số lãnh đạo cán bộ của tập đoàn FEC cũng bị bắt. Bà Lê Thị Ngọc Diệp dù chưa bị bắt nhưng hiện tại Bộ Công an đang đưa vào tầm ngắm. Những ngày tới có thể vụ án ông Trịnh Văn Quyết sẽ mở rộng điều tra gây chấn động xã hội Việt Nam.